Phải dùng đến Trang để gọi Jun với Hưng đây. Một đống 6 giờ con dậy thôi. Rồi con dậy dậy là như thế nào? Đó, ok. Đấy mới gọi là dậy. Còn Jun thì đến giờ đi học rồi. Bắt chị Dung. Bắt chị Dung, bắt chị Dung. Đây. Hưng thôi, nằm xuống. Hưng nằm xuống để cho Trang chạy hai bên. Anh Hưng. Trông anh Hưng buồn cười quá anh Hưng ạ. Nó làm gì đây? Ủa? Định chui vào chăn nằm cùng chắc. Ui cắn kìa. Đấy, tăng động như thế chứ. Chị run ngon hơn. Giờ gọi chán chị cũng không dậy, để cho không chạy ra. Gọi cũng không ra.